Triều Tiên muốn gửi 100.000 lính đang giúp Nga đánh bại Ukraine. Thưa quý vị, liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine, Triều Tiên đã cung cấp 100.000 quân tình nguyện cho Điện Kremlin để giúp Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Ukraine, theo truyền thông nhà nước Nga. Theo New York Post, chuyên gia quân sự Nga Igor Goroschenko cho biết, có tin rằng 100.000 tình nguyện viên Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào cuộc xung đột. Tờ báo này đưa tin, Goroschenko đã ca ngợi kinh nghiệm dày dặn về chiến tranh đối kháng của quân đội Triều Tiên. Tạp chí quân sự 1945 đưa tin, chiến tranh đối kháng hiệu quả ngày càng có tầm quan trọng đối với quân đội Nga sau khi Mỹ quyết định tặng một tá pháo HIMARS cho Ukraine. Tháng trước, một chuyên gia quân sự nói với tờ Sinebaker của Insider rằng tên lửa tầm xa, độ chính xác cao đã tạo ra sự khác biệt lớn đối với sự nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Korotchenko tiếp tục lập luận rằng Nga nên chào đón quân đội Triều Tiên và chuyên môn về pháp phản lực của họ. Ông nói, nếu Triều Tiên bày tỏ mong muốn đáp ứng nghĩa vụ quốc tế chống lại chủ nghĩa phát xít Ukraine, chúng ta nên để họ tham gia. Theo Hội đồng quan hệ đối ngoại có trụ sở tại New York, quân đội của Triều Tiên là quân đội lớn thứ tư thế giới, với gần 1,3 triệu quân nhân đang hoạt động, 6.000 người khác phục vụ cho những người lính dự bị. Các chuyên gia quốc phòng cho biết, nó hoạt động với thiết bị và công nghệ cũ kỹ, CFR cho biết. Theo tờ Daily NK của Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đã đề nghị hỗ trợ Nga xây dựng lại đất nước Ukraine thời hậu chiến. Trích dẫn các nguồn tin của Nga, Daily NK đưa tin Triều Tiên đang có kế hoạch cử hơn 1.000 công nhân đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine nếu Nga thắng trận. Theo Daily NK, một nguồn tin Triều Tiên cho biết, xét rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, chính phủ đang có kế hoạch cử công nhân vào một thời điểm thích hợp đồng thời theo dõi tình hình trên thực địa. Ukraine cáo buộc Nga khủng bố hạt nhân. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine gọi vụ tập kích nhà máy điện Zaporizhzhia là hành vi khủng bố hạt nhân của Nga, kêu gọi quốc tế đáp trả. Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 7 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân của Nga. Lời kêu gọi phản ứng mạnh mẽ hơn với Moskva được ông Zelensky đưa ra sau khi giới chức Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện Zaporizhzhia, làm 3 cảm biến bức xạ bị hỏng và một công nhân bị thương. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nhà máy điện Zaporizhzhia bị tập kích trong vụ tấn công mà Kiev gọi là hành vi khủng bố hạt nhân. Tuy nhiên, giới chức thành phố Energodar do Nga bổ nhiệm, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tuyên bố quân đội Ukraine thực hiện đợt tập kích bằng bom chùm phóng từ pháo phản lực Uragan. Mảnh đạn và động cơ rocket rơi cách một lò phản ứng đang hoạt động khoảng 400 mét. Vụ tập kích làm hư hại các tòa nhà hành chính và trúng khu vực cất giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, quan chức thành phố Energodar cho biết. Nga kiểm soát Zaporizhzhia, nhà máy điện lớn nhất Ukraine, từ ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Cơ sở này gần đây bị tập kích khiến một số công trình bị hư hại và một lò phản ứng phải ngừng hoạt động. Các sự kiện tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khiến cộng đồng quốc tế báo động. Rafael Marino Grossi, nhà lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, cảnh báo, điều này nhấn mạnh nguy cơ rất lớn của một cuộc thảm họa hạt nhân. Quan chức thân Nga ở Kherson bị ám sát. Thưa quý vị, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson, miền nam Ukraine qua đời sau khi bị ám sát. Vladimir Leontiev, lãnh đạo chính quyền vùng Kharkovka do Nga bổ nhiệm ngày 7 tháng 8 thông báo, Phó chánh văn phòng vùng Vitapligura qua đời trong bệnh viện sau vụ ám sát một ngày trước đó. Các bác sĩ quân y đã cố gắng cứu ông ấy, ông Leontiev nói. Ông Gura bị bắn vào sáng ngày 6 tháng 8, sau đó được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Ông Leontiev nói thủ phạm dùng súng ngắn và súng tiểu liên nã đạn vào ông Gura. Một nguồn tin cho biết ông Gura bị bắn gần nhà riêng. Đây không phải vụ ám sát đầu tiên nhằm vào quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Hồi giữa tháng 6, lãnh đạo cơ quan quản lý trại giam tỉnh Kherson, Sevany Sopeli bị thương khi một quả bom tự chế phát nổ gần xe của ông. Một vụ nổ khác xảy ra vào ngày 22 tháng 6 trên tuyến đường di chuyển của lãnh đạo chính quyền quân sự dân sự vùng Chernobaska Juri Turuli, khiến quan chức này bị thương nhẹ. Sau 2 ngày, một quan chức khác của chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm là Dmitry Valuchenko thiệt mạng trong vụ đánh bom xe.
Nga kiểm soát tỉnh Kherson từ hồi tháng 3 và đã tiến hành nhiều động thái để củng cố hiện diện như phủ sóng truyền hình Nga, quy định ruble là đồng tiền chính thức và đơn giản hóa thủ tục nhập tịch cho cư dân. Chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm ngày 24 tháng 7 thông báo lập ủy ban về trưng cầu dân ý sáp nhập Nga.